chào các thầy các cô, xin chào tất cả các bạn. Mình là Phan Duy Dũng, học sinh lớp A1 do cô Ngọc chủ nhiệm. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc ở Cộng hòa Áo. Rất tiếc là dịp kỷ niệm 20 năm ngày ra trường, mình không thể về tham gia cùng với mọi người. Nhân dịp này thì em xin gửi lời tri ân đến các thầy các cô. Chân thành cảm ơn các thầy các cô đã dìu dắt dạy dỗ em trong suốt những năm tháng học phổ thông. Em xin kính chúc các thầy các cô luôn cho mình khỏe. Kính chúc các thầy các cô và các bạn buổi lễ kỷ niệm thật là tuyệt vời, thật là nhiều niềm vui và nhiều kỷ niệm đẹp. Chào tất cả mọi người. Em xin kính chào các thầy cô, chào các bạn K36. Em là Nguyễn Ngọc Mai, học sinh lớp 12-31 của cô Lê Kim Ngọc chủ nhiệm. Hiện tại em đang sống và làm việc ở thủ đô Ottawa, Canada. Tuy ở xa nhưng cảm xúc của em lúc này cũng rộn ràng hướng về ngày hội khóa giống như các bạn. Những ký ức tuổi học trò ùa về như mới ngày hôm qua. Nhớ lắm tính thầy Thuận mỗi giờ lên lớp. Nhớ những bài hóa Olympic thầy Ngọc bảo chỉ giải trong có 2 phút. Ngay cả những lá thư ngây ngô trong ngân bàn. Nhớ những buổi học bỗng dưng được nghỉ học la cà cùng các bạn đồng minh. Ước một ngày được sống lại một chút khoảnh khắc vô tư ấy cùng các bạn bên các thầy cô thân thương. Nhân dịp hội khóa kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của chúng em xin gửi tới thầy cô và các bạn lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Em xin cảm ơn các thầy cô đã dìu dắt em để em trở thành em của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã cho mình cơ hội để tri ân đến các thầy cô. Chúc ngày hội khóa của chúng mình thành công và viết tiếp được nhiều những kỷ niệm đẹp. Em xin chào tạm biệt các bạn và các thầy cô.